Lầu Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư, mùng 7 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị về Đền thờ Đức Bà Cả, phần thứ nhất. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu thuật lại, cuộc trở lại đạo công giáo của một nữ quân nhân hộ lý người Nga. Cuối cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Giáo huấn của Kinh Thánh Cựu ước về tội Bây giờ, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Xuân Khánh đọc tin tức. Venezuela, Đức Tổng giám mục Diego Rafael Patron Sanchez, Chủ tịch Hội đồng giám mục Venezuela, lo ngại rằng một cuộc leo thang khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội sẽ làm cho đất nước này xuống dốc không phanh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Nhật Báo tiêu chuẩn số ra ngày 2 tháng 6 vừa qua tại Áo, Đức cha Patron, cũng là Tổng giám mục giáo phận Kumana, cho biết dân chúng cảm thấy một chính quyền suy sụp không còn cai trị nữa. Tự do của con người ngày càng bị cắt xén từng mảnh. Dân chúng xuống tinh thần đứng trước biết bao thiếu thốn, thiếu lương thực và thuốc men, thiếu an ninh và lối thoát. Tại đây có nhiều người dân chết vì thiếu thuốc men, nhiều người khác suy dinh dưỡng. Theo một nghiên cứu của Caritas, 11% trẻ em Venezuela đang ở trong tình trạng suy dinh dưỡng, cả nạn tội phạm cũng bành trướng mạnh mẽ. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Patron mô tả tương quan hiện nay giữa giáo hội và nhà nước Venezuela là băng giá. Kế hoạch của Tổng thống Nicolas Maduro triệu tập một quốc hội lập hiến sẽ không giải quyết được các vấn đề xã hội tại nước này. Đức Tổng giám mục cũng cho biết trong tuần qua, một phái đoàn chính phủ đã đến gặp các đại diện của giáo hội, nhưng chúng tôi lịch sự trả lời rằng chúng tôi không muốn thảo luận về một dự án mà chúng tôi thấy là thừa thải chúng tôi muốn thảo luận về tình trạng khẩn trương của dân chúng. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Venezuela tin là vẫn còn có thể có sự hòa giải tại nước này, và Ngài nói rằng, nhân dân Venezuela không cay cú, nhưng rất liên đới, đất nước rất giàu tài nguyên và tiềm năng. Mặt khác, Phòng báo chí tòa thánh cho biết ngày mai mùng 8 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp kiến Ban Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela theo lời thỉnh cầu của chính các vị lãnh đạo của hội đồng này. Các vị muốn trao đổi với Ngài về tình trạng tại Venezuela. Tham dự buổi tiếp kiến này có Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Diego Patron, hai Đức Cha Phó Chủ tịch và Đức Cha Tổng Thư ký. Ngoài ra, còn có hai vị hồng y người Venezuela là Khoc Urosa Savino và Pantaza Porras. Kiev, hôm mùng 5 tháng 6 vừa qua, lễ an táng Đức hồng y Lubomir Husar, cố tổng giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Ukraine, đã được cử hành trọng thể tại nhà thờ chính tòa Phục sinh ở thủ đô Kiev. Đức hồng y Husar qua đời hôm 31 tháng 5 vừa qua, hưởng thọ 85 tuổi. Đức Tổng giám mục Sepchuk, đương kim Tổng giám mục trưởng, đặc sứ của Đức Thánh Cha, đã chủ sự thánh lễ trước sự hiện diện của Đức Sứ Thần Tòa Thánh Gugerotti và Đức Tổng giám mục Tổng Thư ký Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương và đông đảo các giám mục và 600 linh mục Ukraine đến từ các nơi cùng với các đại diện chính quyền. Rất nhiều tên hữu đã tham dự thánh lễ an táng từ bên ngoài thánh đường. Đức Thánh Cha đã gửi điện văn thứ hai được đọc lên tại buổi lễ trong đó, Ngài cảm ơn Đức Cố Hồng Y vì sự hiện diện có một không hai về mặt tôn giáo cũng như xã hội trong lịch sử Ukraine, đồng thời mời gọi toàn thể các tin hữu trung thành với giáo huấn lên lỉ của Đức Cố Hồng Y Hussar trong sự hoàn toàn phó thác cho chúa quan phòng. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện trong những ngày sau khi qua đời, di hài của Đức Cố Hồng Y đã được hàng trăm ngàn tín hữu đến kinh viếng, cả Tổng thống và nhiều vị lãnh đạo khác. Sau lễ linh cữu, Đức Hồng Y Sa đã được an nghỉ tại tầng hầm nhà thờ chính tòa ở thủ đô Kiev. Manila Trong những ngày này, Đức Tổng giám mục Ludwig Schick của giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ, đang viếng thăm Philippines từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 6 tới đây. Đức Tổng giám mục Schick muốn đích thân tìm hiểu về tình hình chính trị căng thẳng và biểu lộ tình liên đới của giáo hội công giáo Đức với giáo hội tại Philippines đang ở trong tình trạng xung đột về xã hội. Cuộc viếng thăm của Đức Tổng giám mục Schick cũng muốn hỗ trợ sự dấn thân của giáo hội tại Philippines nhắm vượt thắng bầu không khí bạo lực và chết chóc hiện nay. Ngài gặp các thân nhân của các nạn nhân bị giết trong cuộc chiến tranh chống ma túy và cử hành một thánh lễ với họ. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục cũng muốn đề cao tấm gương tích cực về cuộc đối thoại giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo trên con đường vượt thắng xung đột bằng đường lối bất bạo động. Mới đây, Tổng thống Duterte đã tuyên bố thiết quân luật tại đảo Mindanao, nơi đang có những cuộc giao chiến giữa quân đội chính phủ và phiến quân Ngoài ra, cuộc chiến chống ma túy do Tổng thống Philippines phát động từ khi lên nhậm chức hồi tháng 6 năm ngoái đã làm cho hơn 8.000 người bị bắn chết công khai vì bị coi là những kẻ tội phạm ma túy. Giáo hội Phi mạnh mẽ phê bình chiến dịch này. Trong những ngày viếng thăm, Đức Tổng giám mục Ludwig Schick có những cuộc tiếp xúc với các nhà ngoại giao cũng như các đại diện của Hội đồng Giám mục Philippines. Tại một khu phố nghèo ở thủ đô Manila, ngày gặp một phái đoàn những người bị gạt ra ngoài lề xã hội về mặt kinh tế. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục cũng sẽ tiếp xúc với các tổ chức dấn thân về phương diện phát triển xã hội, bảo vệ các quyền con người và bảo vệ môi trường. Vatican Phòng báo chí tòa thánh cho biết, Bảo tàng viện Vatican và Trung Quốc gia tăng cộng tác về văn hóa. Hôm mùng 4 tháng 6 vừa qua, Phòng báo chí tòa thánh nói rằng, sáng thứ Tư 31 tháng 5 mới đây, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ông Chu Kiến Thành, Tổng Thư ký Ngân quỹ Đầu tư Công nghệ Văn hóa Trung Quốc và các đại diện của Viện Bảo tàng Vatican với mục đích kiến tạo những hình thức cộng tác văn hóa. Hai cơ quan sẽ chia sẻ những chuyên môn của mình về vấn đề học hỏi, nghiên cứu và tu bổ để đề cao bộ sưu tập Trung Hoa của Bảo tàng viện Vatican. Trong dịp này, ông Chu Kiến Thành đã tặng cho Bảo tàng viện Vatican hai bức tranh của họa sĩ Trương Yên. Đây là hai bức tranh sơn dầu, Bức thứ nhất có từ năm 1993 mang tựa đề Lạt Ma Thiết Trượng, diễn tả mối liên hệ giữa vật lý thể chất với kinh nghiệm tinh thần. Bức thứ hai được vẽ hồi năm 2013 với tựa đề Vòng tay của chiếc nôi diễn tả người mẹ đang ôm đứa con gái. Trong cả hai tác phẩm, họa sĩ đã pha trộn kỹ thuật thời phục hưng đã được nghiên cứu từ các tác phẩm của Raffaello Michelangelo với kỹ thuật đông phương trong việc chuẩn bị màu. Mà ảnh hưởng của đức giáo hoàng Francisco lan tới Moscow. Các vị lãnh đạo chính thống Nga đang thúc giục các giáo sĩ thuộc quyền từ bỏ những xe hơi đắt tiền. Theo báo chí Nga ra ngày 2 tháng 6 vừa qua, phát ngôn viên của tòa thượng phụ chính thống Nga tuyên bố rằng các linh mục chỉ được sử dụng những xe không làm thương tổn uy tín của hàng giáo sĩ. Các giáo sĩ là một gương mẫu đối với những người có thái độ phê bình đối với giáo hội các cơ quan truyền thông ở Nga thường tối giác xu hướng xài sang nơi một số giáo sĩ chính thống. Cách đây vài ngày, một tờ báo trực tuyến ở thành phố Lipny ở miền Trung Nga tối giác vị giám mục 43 tuổi ở địa phương tên là Nectarios đã mua một xe hơi trị giá gần 100.000 euro. Giáo phận bác bỏ tin này và nói rằng xe hơi đó là một của dân cúng. Hồi năm 2012, Đức Thượng phụ Kirin, giáo chủ chính thống nghe, cũng bị báo chí nói đến khi ngài đeo một đồng hồ sang trọng của Thụy Sĩ ở cổ tay. Tòa Thượng phụ đã phải che đậy và sửa chữa hình đồng hồ đó trên cổ tay của Đức Thượng phụ ở trang mạng của tòa này. Sau đó, phát ngôn viên của giáo hội đã xin lỗi vì việc làm đó như một lầm lỗi. Jakarta Trong thư mục vụ công bố hôm 31 tháng 5 vừa qua, Hội đồng giám mục Indonesia phát động chiến dịch chống tham nhũng. Tuyên bố hôm 5 tháng 6 vừa qua, Đức cha Dominicus Sacco, giám mục giáo phận Atabua, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình và Mục vụ Di dân thuộc Hội đồng giám mục Indonesia nói với hãng tin công giáo Ai Châu Ucan rằng cuộc chiến chống tham nhũng phải được tiến hành một cách nhất loạt, có hệ thống và chiến lược chiến thuật quy mô. Trong thư mục vụ các giáo mục mời gọi các tín hữu dẫn thân trong tư cách cá nhân và cộng đoàn để chống lại nạn tham nhũng đang lan tràn tại Indonesia. Quốc gia này bị xếp vào hàng tham nhũng trầm trọng nhất. Theo bảng xếp hạng trong năm ngoái của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, trong số 176 quốc gia, Indonesia đứng thứ 90 và quốc hội nước này bị coi là cơ quan tham nhũng nhất nước. Tổ chức quan sát tham nhũng cho biết, trong thời kỳ từ năm 2010 đến 2015, có 110 quan chức quản trị và 14 tỉnh trưởng dính líu đến những vụ tham nhũng. Trong vụ xỉ căng đan mới nhất, các đại biểu quốc hội và bộ trưởng, trong đó có chủ tịch quốc hội và bộ trưởng tư pháp, đã biển thủ 153 triệu từ một dự án trị giá 395 triệu euro. La Spezia Sáng thứ Bảy mùng 10 tháng 6 tới đây, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha, Chủ sự lễ phong chân phước tại quảng trường trung tâm thành phố La Spezia, miền Trung Italia, cho nữ tôi tớ Chúa Itala Mela, một nhà thần bí, tông đồ của Chúa Ba Ngôi. Itala Mela sinh năm 1904 tại thành phố La Spezia và năm lên 16 tuổi, đứng trước cái chết của em trai 9 tuổi, cô đã bị mất đức tin cô đi đến kết luận rằng sự hiện hữu của Thiên Chúa là điều không thể dung hợp được với đau đớn của người vô tội. Sau thời thiếu niên vô thần ấy, Italia Mela dần dần trở về với Đức Tin trong những năm đại học với sự giúp đỡ của hai linh mục và Liên Hiệp Giới Đại học Công giáo Italia. Sau khi tốt nghiệp văn chương và dấn thân trong nghề dạy học, ngày 3 tháng 8 năm 1928, khi được 24 tuổi, trước nhà tạm mình Thánh Chúa, Itala nhận được một tia sáng và sứ điệp của Chúa. Chị nói, Lạy Chúa, nếu Chúa hiện hữu, xin cho con được biết Chúa. Đó là khởi đầu của hàng loạt những xâm nhập của Chúa trong cuộc đời, biến cô thành một trong những nhà thần bí lớn nhất của Italia trong thế kỷ 20. Itala Mela muốn gia nhập đan viện dòng biển Đức, nhưng phải từ bỏ ơn gọi vì bệnh sốt trường kỳ về sau, chị trở thành một nữ hiến sĩ của Đan viện Biển Đức Thánh Phao Lô Ngoại Thành ở Roma, với lời khấn vâng phục, khiết tịnh và thanh bần, dù sống giữa đời. Chị dẫn thân truyền bá chân lý chỗ ba ngôi ngự trong tâm hồn các tín hữu. Từ năm 1936, chị thường xuyên được những ơn xuất thần, thị kiến và các sứ điệp của chú ba ngôi kèm theo những cuộc tấn công kinh khủng của ma quỷ, như thể xác định rằng linh đạo mà chị theo đuổi và phổ biến gây phiền toái nhiều cho ma quỷ. Năm 1946, chị Italia Mela có trực giác về gia đình linh mục, một tổ chức vẫn còn hoạt động ngày nay, gồm các linh mục và phó tế hoạt động đặc biệt để giúp đỡ các tín hữu ý thức về ơn Chúa Ba Ngôi hiện diện trong tâm hồn và sống phù hợp với phép rửa họ đã lãnh nhận. Chị Italia Mela qua đời ngày 29 tháng 4 năm 1957 và di hài của chị an nghỉ từ năm 1983 ở tầng hầm nhà thờ chính tòa trước Kitô Vua ở La Spezia 7 năm sau khi án phong chân phước cho chị được khởi sự. Quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe giới thiệu về đền thờ Đức Bà Cả, phần thứ nhất. Kính thưa quý vị thính giả, mỗi khi đến hành hương Roma, tín hữu có thói quen kính viếng năm đền thờ chính. Thứ nhất là đền thờ Thánh Phêrô xây trên mộ của thánh nhân bị tử đạo dưới thời hoàng đế Nero năm 64 và được chôn trong nghĩa trang trên đồi Vatican. Thứ hai là đền thờ Thánh Giá Jerusalem nơi cất giữ các thánh tích cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô do Hoàng hậu Elena mẹ của Hoàng đế Công Santino đem về từ thánh địa khi bà đi hành hương tại đây năm 326. Thứ ba là đền thờ Thánh Gioan Laterano là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Bên cạnh nhà thờ chính tòa này có dinh Laterano là nơi các giáo hoàng đã sống từ thế kỷ thứ tư cho tới năm 1305 khi Italia bị quân Pháp đánh và họ bắt Đức Giáo Hoàng về sống tại Avignon bên Pháp. Thứ bốn là đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành được xây trên mộ của thánh nhân từ đạo dưới thời hoàng đế Nê Rông năm 67. Và thứ năm là đền thờ Đức Bà Cả. Gọi là đền thờ Đức Bà Cả vì đây là đền thờ đầu tiên lớn nhất dân kính Đức Mẹ bên Tây Phương. Nhưng đền thờ còn có ba tên gọi khác nữa là đền thờ Liberia, đền thờ Đức Bà Xuống Tuyết và đền thờ Máng Cỏ. Truyền thuyết kể rằng đêm ngày mùng 4 tháng 8 năm 352, Đức Mẹ hiện ra với Đức Giáo Hoàng Liberio và nhà quyền quý Giovanni và xin xây một đền thờ dân kính Đức Mẹ. Khi Đức Giáo Hoàng hỏi mẹ muốn xây đền thờ ở đâu, thì Đức Mẹ trả lời, ngày mai con thấy tuyết rơi ở đâu, thì xây đền thờ kính mẹ ở đó. Sáng hôm sau, mùng 5 tháng 8, tuyết rơi trên đồi Esquilino. Tháng 8 là mùa hè, trời Roma rất nóng, nhưng tuyết đã rơi trên đồi Esquilino là một trong bảy trái đồi của Roma. Vì thế đền thờ còn có hai tên gọi khác nữa là đền thờ Liberia theo tên của Đức Giáo Hoàng hay đền thờ Đức Bà xuống tuyết để ghi nhớ phép lạ này. Ngày nay cứ tới ngày mùng 5 tháng 8, biến cố tuyết rơi được nhắc lại bằng một trận mưa các cánh hoa trắng hay sau này bằng bột xà phòng giả làm tuyết được thổi từ bao lơn đền thờ. Ngoài ra đền thờ còn có tên gọi thứ 4 là đền thờ máng cỏ, vì bên dưới bàn thờ tuyên xưng đức tin còn giữ hai thanh gỗ lấy ở máng cỏ Bethlehem bên thánh địa và được đựng trong một hộp thủy tinh bầu dục có viền trang hoàng bằng bạc rất đẹp do ông Valadier làm. Người ta đã không tìm thấy dấu vết nào của ngôi nhà thờ đầu tiên này, ngoài trừ một câu trong cuốn sách giáo hoàng khẳng định rằng Đức Giáo Hoàng Liberio đã cho xây vương cung thánh đường của Ngài cạnh khu thương mại Marcellum Liviae. Khu thương mại này đã do Hoàng đế Augusto xây để ghi nhớ vợ ông là Hoàng hậu Livia. Sau khi công đồng chung Epheso nhóm họp năm 431 và tuyên bố tín điều Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Theotokos, Vương cung Thánh Đường đã được Đức Giáo Hoàng Sisto thứ ba cho xây lại giữa các năm 432 đến 440. Vào thế kỷ thứ 12, giữa các năm 1145 đến 1153, đền thờ được Đức Giáo hoàng Eugenio thứ ba cho sửa rộng ra, xây thêm khu vực dành cho các dự tòng phía trước, có trang hoàng cột và cho làm nền lát đá cẩm thạch màu kiểu Cosmati. Giữa các năm 1288 đến 1292, Đức Giáo hoàng Niccolo thứ tư cho xây cung thánh mới và giao cho ông Jacopo Torriti trang hoàng với các bức đá khảm màu. Vào năm 1377, khi từ Avignon trở về Roma, Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 11 cho xây tháp chuông theo kiểu Roman. Tháp cao 75 mét và là tháp chuông kiểu Roman cuối cùng cao nhất ở Roma. Bên trên có 5 quả chuông, trong đó có một quả tên là quả chuông bị lạc, được giống lên vào lúc 9 giờ tối. Người ta kể rằng, chính nhờ nghe tiếng chuông kêu mà một bé gái mục đồng chăm chim đi lạc đã định hướng và về được tới nhà bình an. Vương cung Thánh Đường vẫn duy trì hình dạng xưa kia. Giữa các thế kỷ 16 và 17, Hai giáo hoàng Sisto thứ năm và Paolo thứ năm cho xây thêm hai nhà nguyện mang tên các vị là nhà nguyện Sistina bên phải và nhà nguyện Paulina bên trái. Vào thế kỷ thứ 17, Đức Giáo hoàng Le thứ 10 cho xây thang cấp mặt sau đền thờ. Tiếp đến Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 14 cho tu sửa lại hết và xây thêm mặt tiền như hiện nay. Mặt tiền do kiến trúc sư Ferdinando Fuga xây năm 1743 gồm một hành lang tiền đường trang hoàng cột, trên có bao lơn phép lành gồm ba vòm, với hai dinh thự hai bên là nơi cư ngụ của các kinh sĩ đền thờ. Trên bao lơn còn có bức khảm đá màu của mặt tiền cũ của đền thờ thuộc cuối thế kỷ 13 do ông Filippo Rossuti làm. Bên trên có hình chúa Kitô ban phép lành giữa các biểu tượng của bốn thánh sử, đức trinh nữ, các thiên thần và các thánh. Bên dưới là các cảnh cuộc đời của Đức Giáo hoàng Liberio, bao gồm cả phép lạ tuyết rơi. Tại quảng trường trước đền thờ là cây cột có tượng Đức Mẹ được dựng lên năm 1854, kỷ niệm biến cố Đức Giáo hoàng Pio 9 tuyên bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Trong hành lang mặt tiền đền thờ bên phải có tượng đồng của Philip IV, vua Tây Ban Nha, là quốc gia đỡ đầu đền thờ Đức Bà cả do Giovanni Lucenti tạc năm 1692. Vì là nước bảo trợ đền thờ Đức Bà Cả, hàng năm triều đình Tây Ban Nha vẫn gửi tiền về Roma tài trợ cho các kinh sĩ đền thờ để họ cầu nguyện cho hoàng gia và dân nước Tây Ban Nha. Cửa đồng chính giữa do ông Ludovico Poliaghi tạc năm 1940 với các cảnh tả lại cuộc đời Đức Mẹ, các ngôn sứ, các thánh sử và bốn phụ nữ của Thánh Kinh Cựu Ước diễn tả trước vai trò của Đức Trinh Nữ Maria trong lịch sử cứu độ. Chính giữa là Chúa Kitô Phục Sinh, giống hình in trên tấm khăn liệm thành Torino hiện ra với mẹ Maria, được diễn tả như là sự cứu rỗi của dân thành Roma. Trên cao bên trái là cảnh truyền tin gần giếng nước, lấy từ phúc âm mạo thư, bên phải là Chúa Thánh Thần hiện xuống trong ngày lễ ngũ tuần. Bên dưới phía trái là công đồng chung Epheso xác định tín điều Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Theotokos. Bên phải là công đồng chung Vatican II xưng tụng Đức Mẹ là Mẹ Giáo hội. Trên cửa cũng có huy hiệu của Đức Doan Phaolô II và phía dưới là huy hiệu của Đức Hồng Y Forno, Linh Mục Trưởng Vương Cung Thánh Đường và huy hiệu của Hội Hiệp Sĩ Thánh Mộ. Bên trái là cửa thánh được Đức Doan Phaolô II làm phép ngày mùng 8 tháng 12 năm 2001 do nhà điêu khắc Luigi Matte tạc và do hội hiệp sĩ thánh mộ Jerusalem dâng cúng đền thờ. Bên trong đền thờ còn giữ được nguyên vẹn hình thái của thế kỷ thứ 5 thời Đức Giáo hoàng Sisto thứ 3. Đền thờ dài 86 m, có hai hàng gồm 36 cây cột cẩm thạch và nham thạch lớn, đầu chạm chỗ theo kiểu Ionic chia đền thờ thành ba gian dọc. Nền đền thờ lát đá cẩm thạch màu và trang hoàng theo kiểu Cosmati dưới thời Đức Giáo Hoàng Eugenio thứ ba thuộc giữa thế kỷ 12 do hai nhà quyền quý Roma là ông Scotto Paparoni và con là Giovanni dân tặng Đức Giáo Hoàng Eugenio thứ ba. Gian giữa được soi sáng với 21 cửa sổ mỗi bên, nhưng phân nửa đã bị xây kín lại, trên các cửa sổ bị xây kín lại, có các bức bích họa kể lại cuộc đời đức mẹ. Hai bên có các bức khảm đá màu diễn tả các cảnh cựu ước. Bên trái là lịch sử cuộc đời các tổ phụ Abraham, Jacob và Isaac. Bên phải là cuộc đời của ông Moses và ông Joshua Trên tổng số 42 bức khảm đá màu, trong đó có nhiều bức diễn tả hai cảnh chồng lên nhau, chỉ còn lại 27. 12 bên trái và 15 bên phải sau vụ sửa sang đền thờ hồi thế kỷ thứ 17. Trần đền thờ bằng gỗ trang hoàng hình hộp do kiến trúc sư Giuliano da Sangallo và em là Antonio làm hồi thế kỷ thứ 15. 100 ký vàng mạ trần đền thờ do Cristoforo Colombo đem từ Peru về và được Hoàng hậu Isabella và vua Ferdinando biếu đức cho hoàng Alessandro thứ 6 trên cùng là một dãy các con bò mộng, có các thiên thần nhỏ cởi. Bò mộng là biểu tượng của dòng tộc Bocha gốc Tây Ban Nha, và ở chính giữa trần nhà thờ có các huy hiệu của Đức Giáo Hoàng Calisto thứ ba và Alessandro thứ sáu. Hai vị giáo hoàng thuộc dòng tộc Bocha. Bên phải gian giữa gần cửa vào là đài kỷ niệm Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 9 do kiến trúc sư Carlo Rainandi xây năm 1671. Bên trái là đài kỷ niệm Đức Giáo Hoàng Niccolo thứ 4 do kiến trúc sư Domenico Fontana xây năm 1574. Gian bên phải nhà nguyện đầu tiên có giếng rửa tội do Flaminio Poncio xây năm 1605 bồn bằng đá vân ban thuộc năm 1852. Trên bàn thờ có bức tranh Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời do Bernini hoàn thành vào năm 1611. Bên phải nhà nguyện là phòng thánh, có các tác phẩm của Mino del Preame. Bên trái là nhà nguyện thánh Michele. Trên trần có các tranh bốn thánh sử của Lorenzo di Vitebo Quý vị vừa nghe giới thiệu về đền thờ Đức Bà Cả để tiếp tục chương trình kính mời quý vị ngay mai châu thuật lại cuộc trở lại đạo công giáo của một nữ quân nhân hộ lý người nga một ngày trong năm 1944, nơi một nữ đang viện ở Ba Lan, nữ tu Olga, nói một hơi với người đàn ông đang cuốc đất ngoài vườn. Chú ơi, chắc là cô ta uống trọn gói thuốc ngủ. Sáng nay mấy chị thấy cô ta nằm bất tỉnh nơi chân cầu thang. Chị Agnes đã tức tốc rửa ruột và làm mọi sự cần thiết cho cô ta. Hiện tại cô thoát hiểm nguy, nhưng chúng con bị một cú hú hồn. Rất may là cô ta chưa chết. Nếu không chắc chúng con bị nhà nước tình nghi tội giết người. Đâu ai tin là cô ta uống thuốc tự tử. Bởi lẽ, cô ta là một nữ quân nhân người Nga. Mà là nữ quân nhân có cấp bậc nữa chứ. Chú ơi! Người làm vườn nãy giờ lẳng lặng nghe chị Olga nói. Chị tỏ ra rất xúc động. Người đàn ông không ai khác là cha Doan Trước đó, cha bị quân Đức cấm thi hành chức vụ linh mục. Giờ đây, tới phiên quân Nga, cha đành cải trang làm người giúp việc cho một nữ đang viện. Như thế, cha có thể kính đáo thi hành chức vụ linh mục và dân lễ cho các nữ tu. Nghe chị Olga kể xong, cha Doan bình tĩnh thì thầm. Để tôi đến thăm cô ta. Chị Olga giật nảy mình, dội dàng chặn đường. Không được đâu cha ơi, làm thế là cha tự nộp mình. Ở đây không ai biết cha là linh mục. Hơn nữa, cô ta mù tịch về tôn giáo. Cô ta chỉ tò mò về cách sống của chúng con thôi. Có lần cô ta hỏi tại sao chúng con đòi lúp và mang nhẫn. Rồi cô hỏi Đức Chúa Giêsu Kitô có hiện hữu thật hay do trí óc con người tưởng tượng ra. Một ngày, chị Sophia bắt gặp cô ta đứng trước bức tượng Đức Mẹ Lô Đức. Khi trông thấy chị Sophia, Cô ta lúng túng hỏi Bà này sao trông giống các chị quá Có phải là bia mộ không Cha thấy chưa Thôi cha đừng mất giờ với cô ta Điều quan trọng là phải cứu cô ta Rồi để cho cô ta đi Để cho cô ta đi đi Chứ ở đây cô ta cứ theo dõi dò xét chúng ta từng ly từng tí Cha do an không đáp lời lời nào Cha cẩn thận thu xếp cuốc, sẻn, thùng nước tưới Rồi cha mỉm cười nói Dĩ nhiên là phải cứu cô ta. Vì thế tôi cần phải đến gặp cô ta ngay. Khi cha Doan đến dãy nhà dành cho người bệnh, thì chị A Nhét dội dàng ra gặp cha và nói, May quá, cha đến thật đúng lúc. Cô ta vừa tỉnh lại và khóc như mưa. Mời cha vào. Cha Doan đẩy nhẹ cửa bước vào. Cô thiếu nữ đang dụi đầu vào gói khóc nức nở. Cha Doan đến gần đặt tay trên trán cô. Cô gái giật mình mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn cha. Cha nhẹ nhàng nói bằng tiếng Nga. Cô đừng sợ, tôi đến để cứu cô. Nhưng trước tiên, xin cô cho biết quý danh. Nữ quân dân người Nga nhìn cha Doan với dáng điệu nghi ngờ. Dầu vậy, cô cũng trả lời. Tên tôi là Katia. Nhưng ông hỏi để làm gì? Cha Doan hiền từ đáp. Chúng ta dễ nói chuyện hơn khi biết tên nhau. Tôi là cha Joan, nghĩa là một linh mục chui. Cô Katia đanh nét mặt lại và nói, Ông không biết là tôi có thể bỏ ông vào tù sao? Cha Joan gật đầu nói, có. Nhưng cha vẫn bình tĩnh tiến đến mục tiêu. Cha nhẹ nhàng hỏi, sao Katia lại làm thế? Cô gái e thẹn vừa lấy khăn che mặt lại vừa nói, bởi vì tôi cảm thấy xấu hổ và ghê tởm chính mình. Cha Doan không nói gì, cha khoanh tay đứng im. Ngạc nhiên trước thái độ thinh lặng của dì Linh Mục, Katia nói tiếp. Ông có biết tôi là ai không? Một cô gái mại dâm. Hay nói đúng danh xưng hơn, một nữ quân dân hộ lý. Ngày và đêm tôi trở thành dụng cụ cho quân lính đùa chơi, hưởng lạc. Ngày còn bé, Tôi mơ ước một gia đình có vợ chồng con cái. Giờ đây giấc mộng tan biến. Trước khi đến đây, tôi không hề được biết rằng có những phụ nữ giữ mình đồng trinh và không kết hôn. Tôi được gửi đến đây để theo dõi, canh chừng và dò xét mọi người để báo cáo với Đảng. Tôi quan sát mọi nơi mọi xó trong nhà. Đây là thế giới của tôi chưa hề biết, một thế giới có an bình, thanh khiết, ngự trị nhưng kể từ đó, tôi cảm thấy tự ghê tởm chính mình. Một thoáng reo vui xuyên qua ánh mắt chịu nặng ưu tư của cha Doan. Cha nói nhanh, tạ ơn chúa Katia à. Nếu cô muốn, cô cũng có thể trở thành trắng tinh đẹp như các nữ tu này. Cô tự tử vì cô cảm thấy mình nhơ nhút. Nhưng Katia có biết rằng, trong đạo công giáo có phép rửa tội không? Phép rửa sẽ làm cho linh hồn cô trở nên trong trắng, không tì vết. Cô nữ quân nhân hộ lý người Nga lắng tai nghe vị linh mục công giáo Ba Lan giảng giải đạo lý. Sau cùng, cô hiểu và xin lãnh nhận bí tích rửa tội, gia nhập giáo hội công giáo. Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Giáo huấn của Kinh Thánh Cựu Ước về Tội. Kính thưa quý vị thính giả, trong sách Samuel quyển thứ hai có thật loại chuyển vua David sống cách đây khoảng 3.000 năm. Ở đoạn 6 của sách này có viết như sau. Ngày ấy David tái chiêu tập tất cả tinh binh trong Israel được 30.000 người. David lên đường và cùng với đoàn dân, ông chảy đi Balad ở miền Du để kiệu hòm bia Thiên Chúa từ đó lên. Hòm bia mang tên là Yahweh Sabaoth, Thiên Chúa các đạo binh đấng ngự trên các phẩm thần Kerubim. Người ta đặt hòm bia thiên chúa trên một cỗ xe mới và kiệu ra khỏi nhà Binadab ở trên đồi. Hai người con của ông Abinadab tên là Utsa và Ahio đánh cỗ xe mới chở hòm bia thiên chúa. Utsa đi bên cạnh hòm bia, còn Ahio thì đi trước hòm bia. David và toàn dân Israel hết sức nhảy mừng trước nhan gia Họ ca hát theo tiếng đàn cầm đàn sắt với chống khẩu, não bạt và phèn la. Khi đi tới sân lúa của nakon thì ông Utsa giơ tay với hòm bia thiên chúa và giữ lại vì mấy con bò kéo xe làm cho xe bị nghiêng. nộ khí Sa ve đổ xuống trên Utsa và ngài đánh ông ngay tại chỗ vì lỗi đó và ông chết tươi bên cạnh hòm bia thiên chúa. David giận vì Sa ve phạt chết Utsa như vậy và từ đó người ta gọi chỗ ấy là Peres Usa, nghĩa là lỗ hỏng Usa. Đọc lại câu chuyện trên đây trong sách Samuel thứ hai, người ta không khỏi cảm thấy băn khoăn, khó chịu như vua David, vì thấy ra về Thiên Chúa chi mà quá độc ác phạt chết ông Usa, chỉ vì ông đã giơ tay đỡ hòm bia đá ghi lời luật mà Chúa đã trao cho ông Moses. Ông Usa đâu có chủ ý bất kính đối với Thiên Chúa, nhưng chỉ làm nhiệm vụ đỡ hòm bia khỏi siêu vẹ và khỏi rơi xuống đất có người cho rằng hòm bia thiên chúa đã được cấu trúc một cách tài tình đến độ phát sinh ra một dòng điện cực mạnh do đó khi ông út xa dù vô tình chạm phải hòm bia thì cũng bị điện từ đó phát ra dịch chết tuy nhiên đây chỉ là một lỗi giải thích hay đúng hơn chỉ là một giả thuyết mà thôi câu chuyện ông Usta hành động với thiện ý nhưng bị coi là phạm lỗi và bị phạt chết có thể làm cho người ta nghĩ rằng quan niệm về tội lỗi trong cựu ước có tính cách quá máy móc. Thực ra, tác giả sách thánh khi kể lại câu chuyện ông Usta chỉ muốn nhấn mạnh tới ý tưởng sự thánh thiện của Thiên Chúa là tuyệt đối không thể đụng chạm tới được. Đằng khác cũng phải để ý rằng trong giáo huấn của Kinh Thánh Cựu ước về tội có một sự tiến triển, tức là ban đầu nhiều đoạn Kinh Thánh còn chịu ảnh hưởng của các tôn giáo cổ sơ ở vùng cận đông, nhưng dần dần các quan niệm đó được các ngôn sứ thanh tẩy. Ví dụ, trong sách Samuel quyển thứ nhất, đoạn 14, câu 24 và 25 thuật lại sự kiện vì một cá nhân vi phạm lời thề của cộng đoàn mà cả cộng đoàn bị phạt, mặc dù cá nhân đó không biết gì về hành động của mình. Hoặc trong đoạn thứ tư và thứ 5 của sách Lê Vi có nói đến những tội liên quan đến nghi lễ phụng tử mà người ta có thể phạm vì sơ ý hoặc về sự thanh sạch tế tự nhưng về sau các ngôn sứ đã nhấn mạnh đến tính chất cá nhân của tội và trách nhiệm riêng của mỗi người phải chịu khi phạm tội, như ngôn sứ Ezekiel đã dạy rằng: Người nào phạm tội thì người ấy phải chết, con không phải mang lấy tội của cha và cha không phải mang tội của con. Sự thiện của người công chính sẽ ở bên người công chính và cái ác của đứa ác nhân sẽ tồn tại trên kẻ ác. Tuy nhiên sự kiện cựu ước ngày càng ý thức về trách nhiệm cá nhân của những hành vi tội lỗi vẫn không loại bỏ những quan niệm về tội tập thể. Nói khác đi, tội lỗi do cá nhân phạm vẫn có ảnh hưởng ít nhiều trên cộng đoàn mà họ là thành phần vì các thành phần của cộng đoàn có ảnh hưởng hỗ tương với nhau. Điểm nổi bật trong giáo huấn của cựu ước về tội là cựu ước nhấn mạnh đến tính cách xúc phạm đến Chúa do tội lỗi gây nên, tội có liên hệ trực tiếp với Thiên Chúa. Điều này làm cho giáo huấn của cựu ước khác với quan niệm về tội trong các nền văn hóa và tôn giáo của các dân tộc lân bang. Vì theo các dân tộc đó, tội là một gánh nặng huyền bí nào đó của định mệnh đè nặng trên đời sống của con người, hoặc tội cũng là một sự vi phạm các luật lệ luân lý hoặc luật lệ của truyền thống. Nên một số dân tộc khác thì tội là một sự thiệt hại gây ra cho cộng đồng chứ không phải là sự xúc phạm tới Thiên Chúa. Trong cựu ước, tội được coi trước tiên là một sự bất trung đối với Thiên Chúa và giao ước của Ngài. Cũng như toàn thể luân lý cựu ước, quan niệm về tội trong cựu ước được hiểu trong khuôn khổ giao ước Thiên Chúa đã ký kết với dân Ngài. Chẳng hạn trong sách ngôn sứ Isaiah đoạn 1 câu 2 đến câu 4 có viết rằng Trời hỡi hãy nghe, đất hỡi hãy lắng tai, vì ra vê phán ta đã nuôi nấng cho đàn con lớn cho chúng trưởng thành thế mà chúng đã ngỗ nghịch với ta con bò biết chủ của mình và con lừa biết chuồng của chủ trái lại israel không hay không biết dân ta không hiểu không tưởng khốn thay nước tội lỗi dân chất nặng vạ hình nòi giống ác nhân phường con hư đốn chúng đã bỏ chúa khinh rẻ đấng thánh của israel đã xa lìa ngài cũng theo chiều hướng trên đây trong tương quan giao ước giữa thiên chúa và dân ngài kinh thánh cửu ước trình bày tội là một sự ngoại tình của dân đối với giao ước của chúa trong đoạn thứ ba của sách khởi nguyên tội cũng được mô tả như thể con người tự đi tìm hạnh phúc cho mình ở ngoài thiên chúa dù ngài đã ban cho họ đầy đủ mọi sự trong vườn địa đàng tội lỗi là sự con người không tín nhiệm vào chúa nữa và không còn tuân giữ mệnh lệnh của ngài thay vào đó con người lắng nghe và sống theo lời ma quỷ dối trá như thế tội lỗi làm cho mối dây liên lạc thân tình giữa thiên chúa và con người bị cắt đứt giờ vậy thiên chúa vẫn một lòng trung tín ngài không bỏ rơi con người tội lỗi trái lại ngài ban cho con người những lời hứa mới và hứa sẽ cứu rỗi con người Ngoài khía cạnh liên hệ tới Thiên Chúa như vừa nói, cựu ước còn nhấn mạnh đến những tội phạm đến tha nhân nữa. Các ngôn sứ trong cựu ước thường tố cáo những tội bất công xã hội và thiếu bác ái đối với tha nhân, nhất là những người nghèo khổ. Sách ngôn sứ Isaiah đoạn thứ nhất viết, đây là lời Chúa phán, các ngươi đừng vào sân tiền đình của ta để mang lại cho ta những lễ vật tào lao. Hương hoa của các ngươi đối với ta là đồ tởm, ta không chịu nổi những ngày sóc ngày hưu những ngày chiêu hội của các ngươi khi các ngươi giang tay ta sẽ không nhìn các ngươi dù các ngươi có gia tăng những lời cầu nguyện ta chẳng nghe lời các ngươi tay các ngươi vấy đầy máu hãy rửa hãy thanh tẩy mình đi hãy cất khỏi trước mắt ta những hành vi gian ác của các ngươi hãy thôi làm sự dữ hãy học làm lành hãy thực thi công bình hãy đỡ đần người bị áp bức Bảo vệ công lý cho những kẻ mồ côi, hãy bênh người quá bụa. Đoạn sách ngôn sứ Isaiah này cho chúng ta thấy rõ liên hệ giữa tội phạm tới tha nhân và Thiên Chúa. Thiên Chúa không chấp nhận của lễ của những người đàn áp bóc lột anh em mình, nhất là khi những người anh em này là người nghèo khổ, quá bụa, cô thân cô thế. Vì vậy, tội phạm đến anh em đồng loại cũng gián tiếp phạm đến Thiên Chúa một đặc điểm khác nữa trong giáo huấn của kinh thánh cựu ước về tội là cựu ước không chỉ trách cứ dân chúa về những tội lỗi của họ nhưng còn loan truyền cho họ về lòng từ bi của thiên chúa về sự hòa giải mà tội nhân có thể thực hiện bằng cách quay trở về với thiên chúa ngôn sứ jeremia đã thuật lại lời chúa phán nếu dân tộc mà ta đã đe dọa biết hối lỗi và từ bỏ sự ác, thì ta cũng sẽ thu hồi sự giữ mà ta đã đe phạt họ. Ở đây, chúng ta cũng cần ghi nhận rằng, trong cựu ước, sự tha thứ tội lỗi được diễn tả bằng những lời rất mạnh mẽ. Những lời này cho thấy cần phải canh tên tội tâm thực sự, tức là khi người tội lỗi ăn năn hối cải, Thiên Chúa sẽ tái tạo cho họ một quả tim mới. Điểm cuối cùng liên quan đến giáo huấn của Cựu Ước về tội là sự phân biệt tính chất nặng nhẹ của tội. Cựu Ước không phân biệt rõ rệt tội nhẹ và tội trọng như thần học luân lý về sau này, nhưng Cựu Ước cũng nói đến hai cấp độ nặng nhẹ của tội. Chẳng hạn, trong sách dân số, đoạn thứ 15 có phân biệt những tội vì sơ ý bất cẩn. Những tội này bị phạt khác với những tội phạm vì chủ tâm. Sau đây chúng tôi xin lượt thuật những tin chính đã loan. Vatican, ngày mai mùng 8 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ gặp ban lãnh đạo Hội đồng Giám mục Venezuela để nghe trình bày về tình hình trầm trọng của xã hội nước này. Kiev, hôm mùng 5 tháng 6 vừa qua, lễ an táng Đức Hồng Y Lubomir Husa, cố tổng giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Ukraine, đã được cử hành trọng thể tại nhà thờ chính tòa phục sinh ở thủ đô Kiev. Manila. Trong những ngày này, Đức Tổng giám mục Ludwig Schick của giáo phận Bambeck, Chủ tịch Ủy ban giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ, đang viếng thăm Philippines từ ngày mùng 5 đến ngày 16 tháng 1 tới đây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành, ba môn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.